cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã xử lý một hộ kinh doanh đồ chơi trẻ em không có dấu hợp quy theo quy định pháp luật. Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, mới đây, đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh hiệu sách Nhân dân Kim Động, địa chỉ thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Qua quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng của hộ kinh doanh đang bày bán đồ chơi trẻ em là đất nặn, là hàng hóa phải có dấu hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3/2019/BKHCN, nhưng không có dấu hợp quy theo quy định. Tổng giá trị hàng vi phạm theo hóa đơn nhập hàng là 48.875 đồng. Trước vi phạm trên, đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh hiệu sách Nhân dân Kim Động về hành vi bán hàng hóa phải có dấu hợp quy nhưng không có dấu hợp quy theo quy định tại khoản 4 điều 20 Nghị định số 119/2017 NĐ-CP ngày 1 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh hiệu sách Nhân dân Kim Động về hành vi trên với số tiền phạt là 1.750.000 đồng. Được biết trong thời gian tới, đội quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiếp tục tăng cường công tác rà soát, nắm bắt địa bàn quản lý để phát hiện xử lý vi phạm trong lĩnh vực đồ chơi trẻ em để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, chiều tối ngày 22 tháng 9 tại thôn Xuân An thuộc xã Thanh Khê đã xảy ra sự việc cướp tài sản tại tiệm vàng. Vụ việc nhanh chóng được lực lượng chức năng và chủ tiệm vàng phối hợp với bắt thành công. Thông tin ban đầu được biết, khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, đối tượng Nguyễn Xuân Duy, sinh năm 2002, trú tại thôn An Liệt 3, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, đi vào tiệm vàng Kiên Thu thuộc thôn Xuân An, xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà. Duy bất ngờ dùng dao dọc giấy mang theo đe dọa cướp tài sản. Thời điểm xảy ra sự việc, ông Nguyễn Trung Kiên, chủ tiệm vàng Kiên Thu đã hô hoán và cùng lực lượng công an xã Thanh Khê, tổ công tác 151 đang thực hiện nhiệm vụ gần đó tiến hành khống chế vây bắt. Sau khi bị khống chế, Nguyễn Xuân Duy đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Hà. Được biết trong lúc ngăn chặn đối tượng cướp tài sản, chủ tiệm vàng Kiên Thu đã bị thương. Ngày 22 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1961, ngụ đường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Facebook liên hệ, trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do đối tượng Đào Minh Quân cầm đầu để được hướng dẫn tham gia. Nhiệm vụ của Châu là chuẩn bị giải truyền đơn trong các dịp lễ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Châu, lực lượng công an đã thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động, gây rối an ninh trật tự được chuẩn bị phát tán trong các dịp lễ nhằm mục đích lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Ngoài ra thu giữ nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ soạn thảo, in ấn truyền đơn, máy tính, máy in màu, máy phách, các mảnh vải hình chữ nhật màu vàng có 3 sọc đỏ là tang chứng, vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của Châu. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh cơ quan công an gọi điện yêu cầu người dân cài đặt phần mềm VNeID giả mạo. Theo cơ quan chức năng, ngày 13 tháng 9, chị V, 42 tuổi, nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an huyện Đan Phượng yêu cầu chị cài đặt phần mềm VNeID. Sau đó đối tượng gửi cho chị đường link cài đặt phần mềm VNeID giả mạo, rồi yêu cầu chị chuyển tiền để đóng phí hồ sơ. Đối tượng cũng yêu cầu chị quét mã QR, xác thực khuôn mặt và chuyển OTP tài khoản ngân hàng. Thực hiện xong, chị V phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất gần 1 tỷ đồng. Theo Công an Hà Nội, đây không phải thủ đoạn mới, tuy nhiên vẫn còn nhiều người mắc bẫy của các đối tượng. Cơ quan chức năng đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên, tuyệt đối không cung cấp dữ liệu cá nhân, mã OTP tài khoản ngân hàng, cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Thanh Hà điều tra làm rõ.
Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sau đó vận chuyển từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Ngày 22 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thanh Linh, sinh năm 2000, nơi ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Nguyễn Quốc Kiệt, sinh năm 1998, Nguyễn Hữu Thế, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú ở ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, và Nguyễn Hữu Thân, anh trai của Thế, về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Riêng Tiền Thị Tuyết Ngân, sinh năm 2005, nơi ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, được tại ngoại phục vụ điều tra do đang mang thai. Trước đó, bằng nghiệp vụ, phòng PC02 phát hiện đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức được đưa từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 9, công an bắt quả tang Ngân đang giao 9 hộp đựng giấy tờ giả cho nhân viên công ty vận chuyển để giao đến một căn nhà ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Một tài xế giao hàng xe công nghệ cũng đến giao cho Ngân 107 túi hồ sơ đựng nhiều giấy tờ giả. Khám xét khẩn cấp nhà số 9 Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, PC02 phát hiện thu giữ nhiều giấy tờ giả và đưa Ngân, Linh, chồng của Ngân, Kiệt về trụ sở làm việc. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã xác minh, truy xét và bắt giữ Thế và Thân, anh trai Thế. Điều tra cho thấy, anh em Thế và Thân nhận các loại giấy tờ giả từ Campuchia về Việt Nam, rồi giao cho khách theo danh sách có sẵn. Thân đã thuê căn nhà số 9 Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, làm nơi tập kết hàng hóa, đóng gói giấy tờ giả thành bưu phẩm, bên trong chứa tài liệu giả kèm theo quần áo cũ nhằm ngụy trang đối phó với lực lượng chức năng. Sau khi đóng gói hàng thành phẩm, Thân chỉ đạo Ngân, Linh và Kiệt đặt giao hàng qua các ứng dụng cho bưu cục để chuyển cho khách hàng bằng dịch vụ có thu hộ tiền COD. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm nhiều giấy tờ giả, trong đó có bằng cấp các loại, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy tờ tùy thân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét và xử lý tất cả các đối tượng liên quan.